Hello, lớn miền Tây, chào cô chú anh chị. Hôm nay có hai em Tài Thành xuống chơi thì hôm nay mình có tổ chức một buổi đi trải nghiệm cho mấy em đi bắt cua bắt khía. Giờ mà hai anh em giờ mới đang xuống còn đang hóa trang đó đang hóa trang. Nay cho loại loại bùn dơ. Rồi giờ ra chờ đợi chút đi rồi anh em chuẩn bị đó. Đang hóa trang xong rồi chuẩn bị là hành quân nha. Rồi giờ bốn anh em đầu xuống thuyền. Qua khía. Đi bắt qua khía. Ngày gì lá trên thận chứ đông đông mình nó không lạnh. Nè. Giờ chia hai bên ăn. Nhưng mà khía. Con không cho con cách lai đi mà là quá không cho đi là quá bây giờ đang đi tìm kiếm bà khía. Đó ở thành đô cũng hiếm lắm phải không? Có chả nhóc chả nó. Phải không? Ở dạ. Có tiền có hả? Con này em đi lượm thiên nhiên mà. Ở chả nhóc chả nó. Chả nó ăn trước lượm quá trời. Đây là vậy đó. À, đi cặp mé này nè. Tay nghề tôi cứng mà bạn kêu bà khía.
Cái thòm đó. Rắn ngon con đầu tiên coi. Chưa con nào hết. Đây đâu. Đó. Lên trên. Lên trên. Bò lên. Thấy chưa? Lên. Rồi cứ chạy luôn cặc. Quên đi. Bắt được chưa? Con đó nó có cạn một con cắn cái gì? Con cạn hả? Cạn nhỏ nữa. Chưa. Nhẹ tay ngang hào đó. Lượm. Ôi, rồi. Rồi. Còn gì nữa đâu. Thôi tha đi. Tầm lại. Không con nó nhỏ. Nhỏ là thả. Con ít hơn nữa nè. Bỏ con này nhỏ hơn. Đó nó chạy rồi đó. Trên đó. Nhỏ mà không? Nên này chút. Nhỏ quá. Ừ. Tha đi. Con nãy bự mà chứ nhỏ vậy. Con nãy nhỏ á. Nhỏ. Cái tay nghề cứng mà kia cho nó con nhỏ nhỏ. Giờ đồng con ngủ rồi. À, bỏ bịch bóng, ống bọng. Ê con. Bọn cá rồi à. Kẹo. Lấy cha tôm nè. 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 Hay không? Đâu? Có tôm bự. Đâu? Không thầy mà. Đâu, bắt mấy nhỏ nhỏ. À, ê. Lụm luôn. Lụm luôn. Bỏ thiền đi. Dữ quá. Mình không muốn làm tại chỗ. Mời anh em nha. Rồi, ngon ha. Rồi. Ừ. Ngon. Ngọt. Nãy quên đem theo chai rượu với chén muối ớt chanh. Thầy á, xử liền tại chỗ. Ồ, quá thầy luôn. Ồ, quá siêu luôn. Đây mấy nhỏ của bác. Trời ơi, vô rộng đi cho nó lấy hơi. Rộng có cái rồi đó. Đó. Ô, quá hay luôn, tay bắt cá không ha? Quá, bắt siêu luôn. Quá. Thấy chưa lớn mà nó cũng vậy hoài. Nếu cửa ương vậy. Ương. Mấy tay cầu thủ không mà vô trong bắt cá đói thôi. Giấu nó rồi đó. Đứng lên kiếm. Không thả, coi nó có đồng bọn không. Ồ, con trứng không rồi, thả quá. Con đó mới đã không xin. Được không? Lụm. Cái tay nghề của bạn cứng giống như tôi luôn. Má hai cá bông dừa lắm, khủng khiếp trời. Phát chuyện chung chót bập. Mẹ nhậu nữa mà. Hết luôn. Quá bự luôn hả? Có chuyện không? Thấy cái dấu nó tôi nói rồi. Bà khía bỏ đây nó rồi. Con gì vậy? Bà khía. Trời ơi. Nhậu hết lít. À cái này mới đầu hiếm nè, bóng cát. Dữ quá. Bà khía như đinh vậy trời. Thấy không? Thấy bóng cát không? Rửa rửa thôi, sảy á. Cảm ơn. Không. Rửa đi tôi sảy á. Dấu của nó ra. Trời ơi cái mũi nó buồn không. Con bự ra. Dấu bà khía bự nè. Đâu? Khía. Đây, bỏ đây. Lên đây giặt bắt nó cái gì đâu rồi. Nằm vô nó đó. Chui vô hang này không ấy. Nhỏ xíu rồi. Bự rồi, con giống bự mà. Đâu? Có
Bự mẹ nó chui đây nè, đây nè, thấy chưa, bụng khít, đúng chưa, cụ mát. Tưởng phải không chắc, mà biết phải đâu không. Không, giống con thiếu bự lắm á. Đó, trời trời, hết biết rồi. Hả? Con này không? À, thấy coi không? Trời ơi, chi vậy? Nó phẩm nha. Ừ quá. Chưa vậy? Nè, đây đây. Phẩm đây nè. Nó dữ luôn. Tôi thấy dấu là hoàng lên là lụm đó. Không còn. Không còn, không còn. Đó, đó, xuống sông á. Dưới mò lên, ở dưới mò lên. Rồi, trời ơi, cái số bắt cóc vừa. Trúng nữa, trúng nữa rồi. Chà bá luôn. Vậy hả? Lấy hơi, lấy lưới hứng không được hứng. Đó. Bành ở cũng vừa. Nhưng mà muốn bắt tay sấy á. Bự lắm, hai con cá ký hai á. Ai chịu đây? Ai chịu vậy ta? Anh chú lấy cái cây chú khều đi. Đúng rồi. Tấm mà chờ cái thọt ra. Ôi trời ơi, nó mà cái. Cái này cái này nhỏ lắm, cái dài dài chứ. Là lấy đại khều được nó mất cái. Được lắm. Chết ra một chút. Phụ hủng thứ. Phụ bành cái miệng ra, bành cái miệng ngắn ra để nó bay. Cắm vừa nó hàm. Ừ. Không được, không được. Hả? Hết ra sẵn luôn á. Đây này lấy cây thiều nó văng lên nè. Mình hứng hứng vậy đây nè, thiều của nó văng ra. Hai con bự lắm. Bên này chút, từ bên này sát vô chút. Đó thấy không? Một đâu. Con. Ừ. Sát vô. Lên á, nó lên luôn á. Rồi. Hai con, ui, quá đó luôn. Ba, bốn con hay một nồi kho luôn trời. Đúng rồi, ui. Con. Khủng khiếp trời. Ồ, đứng cô nuôi. Cô nuôi. Đứng không? Bỏ hoài. Bỏ hoài. Quá khía luôn. Rồi đụng thằng cái lòi. Thôi lòi rồi. Lòi sao bắt? Lòi nãy tôi dí nó kìa. Nó nghe rồi. Ừ. Cái chuồng. Tấn công lên. Anh già này có lý. Nhỏ nhỏ này lát nhai xương. Nhai xương.
hai con nhỏ. Cái này cứng. Nay mấy Sài Gòn này gì? Trà sáng hả? À. Rồi. A rồi. Có chữ A là bự. À. Ồ. Trắng là gì? Nó bu. A. Để nước vũ nó chạy không? Coi không xong hy sinh cái càng. À. Cắn cứ cứng nhắc cho luôn. Từ từ. Từ từ. Rồi vậy. Và khí hỏi thăm mày. À, không sao, còn hơi nhẹ, còn mới giữ. Rồi xong. Bẻ càng không? Cắn. À, chuyên gia bắt vậy nó cắn vậy nó lượm. Rồi. Lọt vô. Cố đựng. Cố đựng. Thấy tôi bắt cái chuột con. Đó, 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 đó. Tối, vô đây, vô đây. Dưới cái ông hết, 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 hết đồ đen lắm rồi. Hết đồ đựng rồi. Trời ơi, con nó nhỏ rồi, con này nè. Còn thu thác rồi. Mới dạch ngang, chưa bắt. Nằm đó, có hàng đó. Nằm trong đó lên đâu. Thấy thằng hai này cứ chưa bắt nó ta. Nghe nè, bỏ vô. Em còn nè. Còn có hang để dành đó. Tém lần cái đầu. Đó. Ôi, đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Ở tạm rồi. Cái gì với bò lên đây đồ quá bắt hai ba con á. Thì đó, tôi nói đây điểm mờ hở luôn. Tạm rồi. Dạ. Chính rồi. Đây chịu khó chịu. Dạch á. Dạch dạch chứ. Nè. Bắt luôn mình không nói đó. Lát có khế bẻ khế. Khế ồ kẹp vô ăn đợi. Khế đó. Cái chua nó ngọt. Nãy rồi xé cho bò ăn nữa, cái chua nó ngọt. Chụp ở khía đang chụp banh nữa. Té bay qua liền. Mấy thằng này nhai xương luôn không dạ? Đây 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 con nè đây con. Đây, thôi ngọt cũng này. Đây nè, ông lại có con dây kìa. Đây con nè. Để lát nữa con bò vô không còn con. Nén hả? Ở khía bắt con tay thôi. Bắt tay, tay à. Đâu cần hai tay. Mình chấp mà. Ừ. Mấy này thục hai tay, tay cầm tay thục. Đâu? 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 Chạy qua mày á. Đó, chạy qua mày đó. Ơ, chạy vô chân kìa. Chụp. Sao rồi? Sao? Kết quả được. Chứ sao? Được. Được. Cho con gấu bắt á. Cho con gấu lập công á. Kìa, nó chạy qua gốc. Đó, đó, đó. Đó, chụp. Đây đó. Đó, chạy, chạy vô đường mình nữa, dạy. Rồi, cái lồ chạy vô mình nữa, dạy. Được không? Được rồi. Quá. 19 rồi. Rồi, đã. Đồng chim khô quá, gấu. Nó trong đó đó. À, mấy con. Khô khô quá.
Có lá me nữa không Tư? Lá me à? Dạ. Lá me nữa. Đặc non. Cái mới ở đâu tôi nhớ có nữa mà. Quên rồi. Lá me thầy luôn đó. Đồng đó có hang nữa đó. Không tôi bắt cái đó rồi liên tục. Nó vô ba nó gai không à. Vô. Vô. Cho 1 triệu rồi. Bỏ đi, bỏ đi nó luôn đi. Nhỏ quá. Có quá. Con bắn. Con bập á. Thôi. Nè. Con nhỏ qua kìa. Có lên bập. Ờ có. Nè đây đó. Đứng trước mặt kìa. Bỏ đi. Tao má không thấy hả? Để dành nó mà. Đó. Nó quất bà già. Đang con. Rồi, đột đang mệt chạy rồi. Hết chuyện mà vô hang rồi mày hết chạy. Đâu quá đang con. Cái quốc điểm là như chuột à. Anh trong ngựa không coi được. Nó đủ mắt chạy trước mặt tôi hả mày. Ô má có cái cua biển hay gì nè. Nè một đống luôn. Cái gà gốc. Cái gốc rồi thấy không. Cái dấu gì vậy. Hả mà còn màu có không? Vô. Mày vô ông Tư. Dính luôn rồi. Còn con đeo sát gốc. Nguyên còn chữa. Đây còn hai ba con ngay gốc bần rồi nhóc luôn, hai ba con luôn. Rồi đứng rồi. Đây. Nè, đủ, chạy ra. Ông Tư, đưa ông Tư á. Má con này nguyên con trứng luôn trời. Con cua không? Cái thử hả? Cua biển hả? Đây. Ôi da, trời ơi trời, cua biển ông nội ơi. Mày ơi. Bỏ càng rồi. Bị lừa. Cua biển nè. Rồi đúng rồi. Chiếu à. Ừ nhỏ. Rồi vậy sao lấy? Cắn luôn. Cắn ở đất sình không cắn vậy. Chơi đại gì vậy? Vậy chịu ở đó chịu lao đi. Tém rồi. Đó, tránh là cua luôn á. Thầy cua nhỏ. Thầy cắn mà trời con. Thầy luôn. Chơi luôn. Cua bự không? Nhỏ. Đục đũa à, có càng một đũa đũa à. Bắt luôn không? Nhỏ quá bắt không? Bắt luôn thôi. Lượm cho ông gì ông nuôi. Vậy hả? Ừ. Cái đó cái mầm non mà nuôi là lớn rồi là bự thầy luôn á. Không có làm cũng đầy thùng chứ. Ký nữa ký à. Đồ má. Lần đầu tiên đi bắt được cua biển luôn trời. Nè. Đó. Cua nãy cô này có nửa ký à. Không mà bắt. Chuyện thế nè. Bà cái máy dập này lớn quá. Quá thả. Nè một con. Trời ơi. Ông Dũng bỏ dưới nè. Bỏ. Hai con. Đó. Vô hang bắt mình cặp luôn. Không hết. Hết chỗ cầm rồi. Đâu, vô đây gai quá. 3 triệu. Hai lá mày không? Nó còn nó còn queo còn queo đó nó chơi kiển chơi kiển đẹp lắm này con cầu đẹp lắm càng khó hát rồi. Ê bắt con này về chảnh cho trường luôn. Bỏ vô em trở về gãy. Đừng lo cho nó. Bự lắm. Nha. Nó nằm ngay đây nè. Đâu rồi? Lên đó rồi. Được không? Từ đứng đây. Được không? Chưa. Bự lắm. Từ dòm nó, gần á. Đó, nó bỏ đây. Rồi, chắc cứu rồi.
thất thế, thất thế, thất thế ông Tư. Thất thế, thất thế. Cái tay trái. Rồi, được, được, được. Tay cái dạng thất thế. Quá, quá, quá khiết. Trời ơi. Con nào nó mày rồi. Dòm con nào ông đấy nè. Nãy bắt bánh có bớt bự nhiêu. Con này giống mới lột á. Ha. Sao, sao lưng không được. Con bị mèo á. Tôi buồn mang cặp cá bóng nữa không? Nữa hả? Dạ. Cháu con không? Ồ. Ừ. Để được có là thầy ạ. Giấu giấu con nè. Hang này còn. Giấu còn nhóc. Cái trứng. Bỏ đi, bắt cô Uyển đi. Giấu không? Đâu, cái nào? Giấu nằm mấy anh kia rồi thấy không? Thâm đó. Đâu? Đó. Cái nào? Đó, vậy thôi chứ. Bắt thâm. Bắt thâm cái ai bắt? Nghe không? Xích xích vô ngang, nghe cái tay ngang. Hàng bự, mà không có gì không? Tự động à. Tự cuốn trọng chứ ít đâu. Hàng bùng không ông nội ơi. Ủa, chán. Không phá được. Lòn như mình á. Tại vậy? Bị thật dấu giả. Hả? Không ở gì vậy? Con giả. Cua. Cua cầm giữa nó quất. À. Quất lên đường chở. Hai con ở chung. Tắt cứu. À, mua gà mẹ ơi. Ký hơn cua. Ký á. Ký á. Để sao buông? Ừ. Tí hai cho cua. Quay phim nó kẹp là. Má như con cua luôn nha trời. Ôi trời. Chắc hả? Chắc hả nó hả? Ủa trứng không à? Cái. Rất thiên quý hiếm. Quá đã. Ôi trời. Trứng không à? Cái thấy nó hang. Hang gì? Chạy chạy. Mang miếng dán lợi hại quá chứ. Có không? Có gươm chọt. Cái cây chọt. Ồ nhảy xuống. Ôi. Ôi. Sao dữ hả? Đất luôn hả? Dễ gì? Đọt hố. Sượt phần trong. Lần lần vô tới lần vô cho bắt đựng bạc khía. Cá chiều. Nhớ lại kỷ niệm mới còn hồi nãy nó bắt cô nghe đây. Nghe cháu thầy đó. Mấy thằng tàu đi. Ăn cua lắm. Rồi xách cái túm lên cho đựng bạc khía. Má này là thằng nhỏ sâu sâu rồi. Thằng gì à? Đúng rồi. Đúng bên này gắt tay. Dì nước kèo. Nên bắt con cua ở bà kia đi. Đâu? Không không ngờ đâu mẹ bị phát hiện. Hẹn ở ngoài sông. Ngoại tình nè. Chắc luôn á. Hẹn ra đằng tắm mà. Tắm bao. Ừ. Không tiêu. Nhắc về nước lớn anh em mà hẹn. Quá đã đập chạy không khỏi tao con mày đập cái đi đây phong làm tiêu thì con nén cái nén đực nén cái nén đực ừ. Đi ngoại tình mới đủ đủ ngàn cái.
Ồ. Ừ. Quá bự. Rồi đụng này con ấy gì vậy? Đụng heo rồi. Xong lá. Lá gạt gạt rồi. Rồi mày té thằng lá. Té sao? Té trúng thằng lá rồi chứ gì? Thằng lá quẹt cái biết liền. Quẹt. Tới màu. Rồi bui. Hẹn nhau ngoại tình. Quá ơi con này ư con đực con cái mà nó ngoại tình mà. Ngoại tình ghê chưa? Ủa, con này khủng khiếp con này. Nè, đưa hai con. Ngoại tình ngoại tình. Nè, con đeo đực nè. Chui vô lá ngoại tình. Ơi nó bò lên con thứ. Vô nhẩm mà không biết đi đâu. Vô nhẩm không biết đi đâu. Phim tới đây. Nó kẹt vô vốn được. Nắm đất có trời này vô không được. Nghe la không mà vô không được. Đất quan cho trống trống bớt. Nghe la quá mà vô không được. Rồi sao? Quá. Cá hả? Có nhỏ quá. Cá to. Đầu con cua. Chắc cứu mà. Ở đây con nữa nè, cái. Nó kẹp nè. Không thích nè. Nắm dụng cái càng uống đó. Các bạn thấy cảnh bắt cô bắt kia không? Nắm bô đây nè. Đó. Ôi. À. Được chưa? Rồi. Đó. Bắt kia này mới giữ nè. Đứt cái càng mẹ rồi. Tính định đứt cái ngoe này. Con này bự quá trời bự. Cố lên, cố lên. Lúc là, lúc là, lúc là. Đạt, đạt. Nó bự quá. Bự quá trớn á. Quá trớn. Đẩy mà. Đây, không. Qua kia này đi ngoài trời đi đâu rồi? Đi gom đây nãy nè. Lấy cái càng gì luôn. Không bỏ đi rồi đi vòng vòng gom lại điểm chứ nó bỏ nhà đi mà rồi bây giờ anh em tạm xong giờ tắm giặt vũ đất đây là đất hồi nãy mình móc mớ đất là cái này hết ký đất không á đó vậy dạo ngược cái ra nó ra cho hết ba cái thứ hai mình lựa ra cắn quá trời. Có.
mấy anh em săn bắt bữa nay thì được mồi bạc khía này, được nhiêu đây hả? À. Ở dưới còn cá bao nữa tía. Còn bao nữa. Để tía một trước ta. Bạc khía này, bạc khía luộc me hay gì? Bạc khía luộc me với ớt. Khía nấu lá me. Khía nấu lá me. Con này khế chấm với muối tiêu chanh mà vẫn còn chua. Là khế để chấm muối tiêu nè. Chấm ớt chanh mà nó vẫn còn chua. À, gắp cho bố trước đây. Thịt chim. Này là chim, chim quay. Gắp cho bố có rắn không? Rồi mời các bác chị cùng mấy anh em mình thưởng thức mùi đặc sản của miền Tây nè. Trời ơi nó nóng tới chân cùng nước rồi. Ủa gỗ này không mua gì mà cái đây kìa dắt luôn nước rồi. Ủa gỗ này cái này không đủ à? Con nếp hả? Nếp bằng đá cái này khác. Đá. Nó uống ngày nào giờ? Sao nó không nóng được ta? Nó nhẹ quá. Ừ, đây nó nhẹ lắm. Ừ. Cô đi nhẹ hiệu hả? Ừ. Nó không nóng cái gì. Con này nó pha này uống vậy không á? Ngon. Ta ra thành phố phải 30 ngàn. Cũng 20. Thành phố giờ đâu còn đủ 2-3 dọc đâu. 40 ngàn thôi. Ừ. Ra rồi. Bị dị ứng. Trời. Các bạn già đó. Rồi. Đầu tư vô đi. Đầu quay cái. Đầu tư là bắt cá siêu đẳng này mà nay có mấy tài xài thành này còn dữ hơn nữa. Càng rừng nữa. Không biết không có dính cá này cười. Ừ. Một cặp con có đem lưới không? Nay đụng em áo xám này với em áo đen này là dữ quá, bắt ông Tư này rớt lội nó. Em lưới vô. Tư rớt lội luôn. Không chịu nổi con. Làm sao mà qua tay phong nổi được. Thân nó lù lù. Đào tạo ra mà. Ờ. Đào tạo. Đào tạo ra mà. Ra lò nè. Đó không biết giờ nó bắt dợp. Giờ nó bắt cái máy rồi đó. Ờ. Tư nghe thôi là không biết có không có. Bóp xong rồi. Cũng dành rồi đó, cũng bốp, được. Ờ cũng được rồi, cũng được rồi. Được cái miếng rồi. Biết thì mình phải học chứ. Học mới biết được chứ. Nhất buổi trưa gì cho mưa nè, cho nó đã. Xuống vách luôn ha. Nay miền Tây bây giờ cũng chuẩn bị mưa nữa rồi. Rồi ai ông chủ qua phim nha rồi tắt. Đầu nó lắc dữ. Thôi hôm nay là cũng chiều rồi, trời chuẩn mưa quá rồi thôi. Làm gì hôm nay. Anh đi đâu? Thôi giờ trời cũng trời cũng chuẩn bị mưa giông tới rồi. Giờ mình uống với Phong Trà Thành cái để uống ăn đây mắm mình gà vô. Hết quá hồi chung. Rồi giờ tới hai em về thành này nữa. Tới rồi, mưa tới rồi. Rồi giờ vô hai em mình vô đi. Mưa rồi. Mưa miền Tây tới rồi.
coi mưa dông giờ tối rồi, giờ mình tạm đi dừng video này cô bác anh chị ơi, hẹn cô bác anh chị về tiếp sau nha. Ôi, hẹn lại tiếp sau cô bác anh chị ơi, mưa quá tới rồi, mưa miền Tây này quá tới rồi.